Hội thứ 13, phần An Nhẫn Ba La Mật Đa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bạc Già Phạm, cùng với 1250 vị đại bí xô, trú ở vườn cấp cô độc rừng Thệ Đa tại thành Thất La Phiền. Bây giờ Thế Tôn bảo cụ thọ mãn từ từ. Bây giờ Thầy nên vì các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tuyên thuyết An Nhẫn Ba La Mật Đa, mãn từ từ vâng lời Phật dạy, nương thần lực Phật liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dù bị các lời mắng chửi hủy báng của hữu tình khác đều phải nhẫn chịu, không nên khởi tâm giận dữ oán hận, phải khởi tâm từ bi để báo ân đức kia. Bồ Tát như vậy là đối với An Nhẫn Ba La Mật Đa có lòng tin ưa sâu xa, tùy theo sự phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, đại Bồ Tát này có thể an trụ An Nhẫn Ba La Mật Đa. Lúc đó Xá Lợi Tử liền hỏi cụ thọ mãn từ từ: sự tu an nhẫn của các Bồ Tát và sự tu an nhẫn của chúng thanh văn có gì khác nhau? Mãn từ từ đáp: sự tu an nhẫn của các thanh văn gọi là hành tướng phần ít, duyên sự không được viên mãn lắm. Sự tu an nhẫn của các Bồ Tát gọi là hành tướng toàn phần, duyên sự rất viên mãn. Nghĩa là an nhẫn của các Bồ Tát vô lượng, vì muốn vô lượng hữu tình được lợi ích an lạc, nên mặc áo giáp an nhẫn, lập thể nguyện: ta phải độ thoát vô lượng hữu tình, đều làm cho họ xa lìa khổ, chứng an lạc niết bàn, nên gọi là an nhẫn của Bồ Tát vô lượng. An nhẫn của thanh văn chỉ vì muốn xả bỏ phiền não tự thân, không vì hữu tình, cho nên gọi là an nhẫn phần ít, không giống như an nhẫn của đại Bồ Tát nhiều vô lượng, vì các Bồ Tát không xa lìa an nhẫn Ba La Mật Đa, cho nên gọi là an nhẫn toàn phần. Đối với Bồ Tát nào khởi tâm không thanh tịnh, tâm không kham nhẫn chịu tổn hoại, nên biết vị ấy bị vô lượng tội, chẳng phải đối với thanh văn độc giác thừa vân vân, cho nên an nhẫn Bồ Tát là tối thắng. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát nếu như bị Như Lai ứng chánh đẳng giác quả trách thì tâm không hờn giận. Cũng vậy, nếu bị kẻ đồ tẻ, người gánh thê chết hoặc các hữu tình hèn hạ khác mắng chửi hủy báng, cũng không khởi tâm giận dữ, hiềm hận báo thù dù chỉ trong giây lát. Bồ Tát như vậy hộ trì An Nhẫn Ba La Mật Đa mau được viên mãn, không bao lâu chứng đắc trí nhất thiết trí. Bồ Tát như vậy tu học An Nhẫn Ba La Mật Đa, dần dần được rốt ráo, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu đại Bồ Tát an trú hộ trì An Nhẫn Ba La Mật Đa như thế, mới kham chịu sự mắng chửi hủy nhục của người khác, tâm vị ấy không lay động như núi diệu cao, tăng trưởng công đức thiện căn, khó bị hoại, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an lạc cho khắp thế gian. Xá Lợi Tử liền hỏi cụ thọ mãn từ từ: nếu khi đại Bồ Tát tu an nhẫn, có hai người đến chỗ Bồ Tát, một người vì thiện tâm nên đem bột trên đàn xoa thân, một người vì ác tâm nên đem lửa đốt thân, Bồ Tát đối với những người kia nên khởi tâm gì? Mãn từ từ đáp: đại Bồ Tát này vì muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên đối với người thứ nhất không khởi tâm ưa thích, đối với người thứ hai không khởi tâm tức giận, phải khởi tâm bình đẳng đối với cả hai, đều muốn lợi ích an lạc hoàn toàn. Như vậy, đại Bồ Tát hành An Nhẫn Ba La Mật Đa nên trụ An Nhẫn Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, trụ An Nhẫn Ba La Mật Đa là đại Bồ Tát hành hành xứ Bồ Tát không điên đảo, an trụ tịnh độ Bồ Tát không điên đảo. Đại Bồ Tát như vậy đối với hữu tình không nên phát khởi tâm giận dữ, không nên phát khởi tâm hiểm hận, không nên phát khởi tâm báo thù, chúng đại Bồ Tát như thế. Đối với hữu tình đều viên mãn an nhẫn, viên mãn xương tán, viên mãn nhu hòa, viên mãn ý vui, đối với tất cả chỗ đều khởi lòng từ, không phẫn nộ, không hiểm hận. Như vậy, nếu các hữu tình khác đến chỗ của các Bồ Tát mà đem lòng oán hại, muốn đánh, muốn trói, hủy nhục, trách mắng, nên an nhẫn, tâm không được báo thù. Như vậy, nếu các hữu tình khác muốn đến chỗ chúng đại Bồ Tát tranh đấu, làm việc không lợi ích, thì Bồ Tát phải khởi tâm hòa hảo với họ, dùng lời lẽ nhẹ nhàng xin lỗi, khiến họ dứt bỏ tâm độc hại. Bây giờ Bồ Tát suy nghĩ như vậy: hữu tình này đến chỗ ta gây sự tranh đấu, không muốn lợi ích, khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên vì họ mà tuyên dương pháp không sâu xa, để họ chấm dứt tất cả sự tranh đấu. Nghĩa là vì họ tuyên dương tánh không của sắc uẩn đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm điển chấm dứt tranh đấu.
cũng vì họ tuyên dương tánh không của thọ tưởng hành thức uẩn đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhãn xứ đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của sắc xứ đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhãn giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của sắc giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của thanh hương vị xúc pháp giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhãn thức giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhãn xúc đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của nhĩ tĩ thể thân ý xúc đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của địa giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của thủy hỏa phong không thức giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhân duyên đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của vô minh đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, hoặc vì họ tuyên dương tánh không của dục giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu, cũng vì họ tuyên dương tánh không của sắc giới vô sắc giới hoặc vô lậu giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Như vậy, Bồ Tát suy nghĩ, khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thuyết pháp như thế hết cho các hữu tình, khiến cho họ dứt hẳn tất cả tranh đấu. Tâm họ bình đẳng như hư không, không tìm lỗi, lầm lẫn nhau. Do đây triều cảm được thân tướng trang nghiêm của đại sĩ, tất cả hữu tình thấy đều hoan hỉ, làm lợi ích cho nhau, cho đến lúc chứng đắc niết bàn thanh tịnh, xa lìa các hí luận, hoàn toàn an lạc. Xá Lợi Tử lại hỏi Mãn Từ Từ, hai loại an nhẫn Bồ Tát và Thanh Văn nên biết loại nào rộng lớn vi diệu thanh tịnh thủ thắng? Mãn Từ Từ liền hỏi lại cụ thọ Xá Lợi Tử, nay tôi đem việc hiện tại hỏi lại tôn giả, tùy ý tôn giả trả lời. Xá Lợi Tử đáp, tùy theo các câu hỏi tôi sẽ đáp. Mãn Từ Từ hỏi,
Lưỡi cày sắc ở thế gian và vàng ở châu thiệm bộ, hai loại ánh sáng đó nên biết loại nào rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng. Xá Lợi Tử đáp, ánh sáng của lưỡi cày sắt ở thế gian làm sao sánh nổi vàng ròng ở châu thiệm bộ này. Nghĩa là ánh sáng vàng ròng ở châu thiệm bộ rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng. Mãn Từ Từ hỏi, an nhẫn của Thanh Văn giống như ánh sáng của lưỡi cày sắt ở thế gian, an nhẫn của Bồ Tát giống như ánh sáng vàng ròng ở châu thiệm bộ, nên biết tướng của hai loại an nhẫn hơn kém có khác nhau. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì an nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán sắc uẩn cho đến thức uẩn, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán sắc uẩn cho đến thức uẩn hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các Thanh Văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán nhãn xứ cho đến ý xứ, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán nhãn xứ cho đến ý xứ hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các Thanh Văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán sắc xứ cho đến pháp xứ, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán sắc xứ cho đến pháp xứ hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các Thanh Văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán sắc giới cho đến ý giới, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán sắc giới cho đến ý giới hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các Thanh Văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán sắc giới cho đến pháp giới, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán sát giới cho đến pháp giới hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các Thanh Văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán nhãn thức giới cho đến ý thức giới hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các Thanh Văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán nhãn xúc cho đến ý xúc, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán nhãn xúc cho đến ý xúc hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các Thanh Văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các Thanh Văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán địa giới cho đến thức giới,
đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy, an nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa, cũng quán địa giới cho đến thức giới, hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu thanh tịnh, thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. An nhẫn của hàng thanh văn thừa chỉ quán vô minh cho đến lão tử, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy, an nhẫn của hàng Bồ Tát thừa cũng quán vô minh cho đến lão tử, hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vì diệu thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có kẻ oán tạc đến chặt tay chân ra từng phần nhỏ, đại Bồ